mình nó có trang danh mục, mình nó có trang chi tiết. Thì bữa nay là mình sẽ làm add to cart. Thì add to cart này, cái giai đoạn này là nó chưa liên quan tới database, nó chỉ liên quan tới session thôi ha. Thì session đã học rồi cho nên cái này mình qua rất là nhanh, nhanh lắm luôn. Rồi bữa sau mình sẽ update số lượng của cạc, rồi mình hoàn thiện cái hóa đơn, rồi bữa cuối cùng là mình làm trang admin đó, ví dụ như vậy. Hoặc là bữa sau mình học admin trước, rồi bữa cuối cùng mình hả là quay lại mình hoàn thiện cái cạc. Đúng rồi, bây giờ chưa, cái giai đoạn này chưa có database. Là admin trước cũng được vậy, một lát làm admin luôn, một lát học admin luôn. Vậy là cái môn này, tới nay tới cuối môn này có cả database cho giỏi hàng. Có. Tạo đơn hàng không làm cho giỏi hàng chứ làm cái gì? Tào lao, rồi không lưu cơ cạc ở trên đó, rồi chừng nữa lót lên thông tin giỏi hàng, lót bằng cách nào? Tào lao. Rồi bây giờ nè, trước khi mình học admin, bữa nay làm admin đi. Gửi cái admin đi. Rồi trước khi mình học admin á thì mình coi lại cái code. Cái code mà các bạn coi theo cái clip mới nhất á là nó đã tối ưu hóa được cái code rồi. Thì các bạn sẽ làm theo cái cách đó cho nó gọn. Ví dụ nè, các bạn thấy cái này nó thực thi nè ha, nó lấy ra tất cả nè, cái này cũng lấy ra cái tất cả nè, cái đoạn code giống hệt nhau nè, chỉ khác cái phần SQL thôi. Thì các bạn phải tối ưu hóa một lần nữa để cái hàm ngay chỗ này nè nó ít dòng lại, hiểu không? Ai đã từng về làm rồi 10 điểm. Tức là mình phải tối ưu hóa cái này lại, tức là nó chỉ hai dòng thôi, cái hồi thực thi hai dòng thôi, một câu lệnh SQL và cái hàm gọi để lấy giá trị ra là xong ha, kịp không? Kịp không ta? Mình sửa nhẹ một cái nào đó đi để mình dễ làm nha. Sửa nhẹ nghĩa là như vậy nè, mình thấy cái hàm này nó cũng sẽ fit on, cái này cũng fit on, cái này cũng fit on, cái này cũng fit, vậy là bốn cái trên là fit on nè. Thì mình tối ưu hóa bằng cách là câu lệnh SQL mình đem ra ngoài, mình đem ra đằng trước, rồi mình để đó đi, rồi nguyên cái đám này nè là nó chung hết, tức là để thực thi được câu lệnh SQL thì nguyên cái đám này nè giống nhau hoàn toàn ha. Mắc gì mình để đây gần copy nó dài thòn. Thì bây giờ mình tối ưu hóa nó lại bằng một version khác là thực thi câu lệnh SQL vậy đó chẳng hạn, mà mình để cái chỗ nào mà ít người ta đụng tới, đây là cái chỗ sẽ có những cái function không bao giờ đụng tới ha, không bao giờ đụng tới luôn, tại vì nó đúng rồi, mình không cần đụng tới nữa đấy. Rồi ví dụ như mình đặt cái tên là thực thi SQL hoặc là cái gì quên tiêu rồi, get on ha, get on tức là lấy tất cả, thực thi câu lệnh SQL lấy tất cả thì làm gọn tất cả các dòng lệnh này nè. Rồi thì đương nhiên cái biến mình truyền vào cái hàm này là cái câu lệnh SQL đó. Thì mình trở lại cái function này thì mình chỉ cần là gọi cái hàm đó là ok, gọi cái hàm này nè rồi truyền cái này vô là xong đó ha, là xong. Và mình muốn là cái này nó return ra thì mình cho cái return phía trước là xong đó. Và đây là cái tư duy mà mình sẽ học cái môn dáng mẫu sắp tới, tức là mình phải tối ưu hóa nó vậy nè. Rồi ví dụ như cái hàm này nó càng dễ nữa, nó chỉ cần là return cái này sau còn là nó SQL thôi, còn này bỏ hết xong, hai dòng duy nhất, kịp không? Tối ưu hóa là như vậy, viết ngắn lại đó cho khỏi thắc mắc đó, viết ngắn lại có hai dòng thôi, một dòng SQL và một dòng thực thi là xong. Wow, nhầm, cái này là fit, tức là lấy một ha, mấy cái trên kia là lấy tất cả, còn này lấy một. Thì bây giờ mình quay qua bên đây, mình mới copy nguyên cái đám này, Ctrl C, mình xuống đây Ctrl V, get one đó, get one, gọi này lấy một thôi, rồi xong. Thì qua bên kia mình get one,
đây ngay chỗ này là mình get one nè nha, tức là mình sẽ là chừa câu lỗi nước sale lại rồi mình get one nó là xong, return get one và đương nhiên là câu lệnh escape nằm đây. Rồi, tức là chỉ cần vài phút thôi thì cái code mình nó đơn giản lại một xíu nữa, ngắn gọn cục, dễ hiểu. Tại vì này đúng rồi, cái này nó đúng rồi ha, xong rồi đó thì giờ mình làm tiếp thôi, mình muốn làm gì mình làm, hình đúng không? Rồi giờ thì làm phần admin nha, tới đây thôi, rồi chạy coi nó đúng hay sai rồi từ từ tính nè. Và chắc chắn đúng nha, mà nó sai thì cũng là đúng luôn. Tức là nó sai là mình biết sai cái gì đó thì báo mình sai thì mình sửa lại nữa nó đúng. Nói chung là đúng hết á, yên tâm nha, không có gì sai trên. Tại mình chỉ tối ưu hóa thân sinh là thôi, để nhìn cho nó rõ xịn mình đó. Tức là cái việc ở đây là mình chỉ học cái tư duy viết câu lệnh SQL là ok đó. Mình muốn lấy dữ liệu như thế nào, cái điều kiện ra sao, order by như thế nào, tự mình suy nghĩ, lý mịch như thế nào, tự mình viết ra. Và câu lệnh SQL mình sẽ làm dạng dạng như vậy nè, hoặc là đơn không có gì hết, hoặc là có vài cái điều kiện ở trong đó. Tới các bạn làm sợ, tới các bạn làm phân trang thì các bạn làm dạng này nè. Đó, tức là trên đây nó sẽ có nhiều tham số, và vô đây mình íp vui ha. Và chỉ cần là return get on hoặc là return get one là xong. Ngon lành, xịn sò. Kịp không? Rồi bây giờ sẽ làm admin. Muốn xong rồi, lão admin bên đây nó là xong nè. Rồi cho lão admin đi. Gửi qua. Con thư ký tội nghiệp nó thức đêm thức hôm làm. Đi ngủ rồi nó làm, nó nói sư sản nghe nói sư sản cần cái trang admin. Mà nó đưa qua cái trang admin này thấy gớm chắc bị quánh chết luôn. Đầu cho mà còn bị đánh nữa đó. Được không? Chắc không? Có rút kinh nghiệm chưa? Có rút kinh nghiệm mà có xe đó thì không bị quánh đó. Dễ không? Dễ giống My Account không? Nói chung các bạn lấy cái này, các bạn là admin cũng được nè các bạn. Cái trang này nè. Đó, thấy chưa? Thấy gì không? Tôi đâu thấy gì đâu. Bởi vì mới nói. Đây. Mai các bạn làm cái trang giống gì cũng được nè, đơn giản thôi, nó không quan trọng. Tức là nó có menu rồi nó có cái form, nó có danh sách là xong à nha. Form là thay bồ là được rồi, tại thay bồ nó dễ làm. Rồi giải nén cái file đó ra nè, các bạn cứ download vậy đi, bạn gian cho thoải mái, sử dụng thoải mái, không sao hết. Thoải mái, chia sẻ là hạnh phúc. Các bạn lấy đèn đi, không là bạn gian đánh bản quyền vô rồi xong. Đúng rồi, lấy về đi. Quẹt gian đánh bản quyền cái gì của tiền đó. Bà nội nó sớm chỉ cái gì nhiều dữ ta. Gì hết không được theo. Bắt đầu rung rồi đó. Mấy cái quyền gì đó mà tía đâu, tại tôi nói là ô. Thấy gì hết nhiều là rung rồi đó. Không, trong bang có chị hết. Tôi sợ gì hết lắm. Trong bang có chị hết thì dữ chứ. Nó chửi nó là gì, lấy người cũng chấp là. This looking book is in there. Mình đi đụng tới cái bút tích với lại cái index rồi. Rồi admin public. Rồi ok, public rồi ok. Ồ, nó tách ra cho mình hết rồi quý vị. Tách rồi mà tại chưa xong. Rồi, cảm ơn con. Trời ơi xịn. Vỗ tay. Tức là bây giờ các bạn giải nén ra xong, các bạn chạy chữ admin. Enter. Rồi tại vì cô biết cái sai. Ai biết cũng thích sai làm chi? Đâu cũng thích đâu. Còn viết để làm gì? Đây là tí sửa lại ở trong cái clip ở ngoài. Tại vì cô viết ở trong cái thành clip khác đó. Chi vậy? Viết cần viết để làm gì? Tức là nó xuyệt này các bạn. Tức là từ cái admin nó đi ra ngoài là chấm chấm xuyệt, rồi nó vô cái model nha. Tức là mình sử dụng chung cái file connect này được nè. Hiểu không? Tức là cái model chỉ có một chỗ, một cái là một chỗ, một cái không cần làm nhiều chỗ. Không phải vậy.
gì được. Cái gì? Phòng miễn nhiễm lạnh quá, lấy ra giảm nhiệt độ xíu. Giảm. Phòng lấy phòng lạnh dính nhau. Lạnh quá giảm nhiệt độ xíu. Yes. Giảm là tăng đó. Rồi nè nè, sửa đường dẫn lại nè quý vị ơi. Đường dẫn này mình không biết là bị đòn. Tức là mình đang ở trong admin. Đây, mình đang ở admin ha. Mà mình muốn sử dụng lại cái connect của model thì ra một thư mục là chấm chấm xuyệt, rồi sau đó tới model, rồi mới tới là cái file connect của mình nhé. Connect.db.bb thì cái này mình sửa lại nè. Tôi mệt ghê, làm tầm bảy tầm bạ không, bực bội quá. Mấy cái view mà để cái đó vô làm cái gì không biết nữa, nó làm tôi cuốn theo luôn á trời. Tức là ở đây nè, mình chỉ cần để đây thôi nè đó. Bài đặt mở ngoặc ra chỉ cho nó cực vậy. Quen cái gì mà quen, viết bình thường không chịu, đơn giản hơn không chịu, mà đồng mở ngoặc rồi còn nháy nữa. Rồi index nè, mình đang trong admin đúng không, mình muốn ra ngoài nè, chấm chấm xuyệt nè, rồi mình vô model nè, rồi mình xuyệt cái nè, mình vô connect db nè. Đấy, chấm biến b, đúng rồi. Tức là các bạn, một model các bạn sử dụng luôn cái phần khách hàng, sử dụng cho admin luôn được hết, để có sự tập trung, mình dễ sửa chứ gì chứ, đừng để tới để lui. Tại vì trong đây mình sẽ sử dụng nhiều thứ khác nữa. Thứ nào à, danh mục mình sử dụng lại luôn nè. Thì các bạn chỉ cần copy nè, các bạn cộng trên v xuống, cộng trên v xuống nè, thì cái danh mục mình cũng lấy luôn nè, sử dụng lại cái product, sử dụng lại cái catalog luôn. Nhớ catalog nằm trước, rồi sau đó mới tới product. Đấy ha, mình lấy cái này lại để mình view cái danh sách lên, mình lấy cái này lại để mình view danh sách lên. Tại code mình đã viết sẵn hết rồi, bây giờ chỉ view lên thôi. Rồi mình chỉ cần viết thêm cái phần insert into và delete với update là xong. Cho nên buổi hôm nay mình làm xong thêm sửa xóa cho danh mục hoặc là cho sản phẩm luôn, mình làm cả hai luôn ha. Rồi ví dụ như cái danh mục có thêm sửa xóa như thế nào thì mai mốt cũng có thể thêm sửa xóa. Brand, user, làm được hết mấy cái đó. Rồi làm thử nè, chạy thử giao diện trước coi nó sai hay nó đúng. F5 lại nè, gì 7:30, quá trời đẹp. Rồi quá đẹp ha, quá trời đẹp luôn, có sẵn hết mấy quỹ này luôn. Rồi lít vô đó, ra đủ luôn catalog, có catalog luôn. Rồi bây giờ mình sẽ load dữ liệu lên đây, tức là mình select on để mình show lên đây, và mình order by id date luôn để lên đây luôn, hiểu không? Phiền quá. Mới toàn. Tức là mình sẽ load tất cả, mình show lên đây nè. Rồi xong sau đó mình muốn thêm nào mình click vô mình thêm. Thêm này là mệt nè. Đó. Rồi ok, bắt đầu mình làm thử nè. Các bạn à, nếu mà mình không làm layout này, mình có thể làm layout khác. Mệt mỏi ghê á. Rồi bây giờ mình load danh mục lên ha, load catalog lên. Thì mình coi thử coi catalog mình đã có cái gì rồi. Đây, có cái này rồi nè. Cái này cũng select on đó nè. Mình bỏ cái này nè, mình bỏ nguyên đám này nè. Rồi, mình return cái hàm hồi nãy. Get on SQL. Đấy, các bạn tự nhiên học tới bên này cái đó, ủa sao dễ như ta. Thì nó dễ vậy đó, tại mình chưa có apply nó cho nên nó hơi lạ. Chứ thật sự là nó dễ nha. Bữa nay mình phải thấm được cái này, nó dễ ồn vậy đó. Bây giờ mình giảng đi rồi có sao, đừng có theo. Mình ngồi coi mình biết cái cách làm đi. Giờ mình đã có. Về nhà có video á. Rồi bây giờ á thì mình mới vô catalog này nè, mình lấy cái hàm này nè để mình show lên cái chỗ đó đó nha. Thì bây giờ cái index của admin là cái nào? Cái nào ai biết, mình phải mở lên. Admin nè, public đóng lại nè, đây. Rồi bây giờ cái của mình là gì? Pro catalog ha. C
categories. Chị cho dài dữ biết nữa. Cái file đó nó cần dữ liệu gì thì mình chỉ cần là lấy cái hàm đó về thôi là xong. Đó, cho nên cái hàm là mình viết một lần nhiều cái, sử dụng được nhiều chỗ, sướng gì đó. Ha, sướng là chỗ đó đó. Cho nên cái này là catalog nè. Catalog, catalog list nè, tức là danh sách catalog bằng với cái hàm này là xong nè. Đó. Thì bây giờ cái này nè, mình mới lấy cái này mình show ra là xong. Trời ơi, mình làm này nhiều lắm. Làm này quá trời nhiều luôn, không rải á. Rồi mình vô catalog ha. Category. Rồi, bắt đầu mình sẽ show trực tiếp ở chỗ TR. TR đâu ạ? À? Đây, chế độ đây. Rồi, T body đây. TR là này nè. Trời ơi, trời, cái thằng này nó học tôi, chắc tôi giết nó chết quá. Ừ. Rồi giữ chưa, ok chưa, ổn không? Nhớ chưa? Nhớ, được, nhớ, nhớ chắc chưa? Không, kệ nó, xóa bỏ đi. Xóa hết đi các bạn. Làm demo, làm cho dữ vô trời. Bỏ hết. Một vòng, hai vòng được rồi, làm chi cực vậy. Rồi, bắt đầu mình mới phôi ít nguyên cái đám này nè. Ha, đặt ngay đây cũng được, không sao hết. Đã nói là chỗ nào view là để cho nó view, đừng có làm gì chứ, đừng bắt nó làm gì chứ. Mới nãy mà đặt in lưu này nọ đồ mất công, đem ra ngoài index hết tìm tôi là ok. Foe soạn giọng thứ hai. Rồi mới nãy cái biến mình lấy về là cái gì, dán ra đây. Đây nè, catalog list nè, Ctrl C. Rồi dán ở đây. Rồi này sửa lại item. Đó, hướng dẫn các bạn làm cái chuyện mà dạng mà dở nhất có thể đó. Rồi cái này là e cho nè. Rồi nhảy đơn nè, chấm phẩy nè. Đó, rồi đầu đem nguyên đám này lên nè. Còn trên exe nè, dán vô đây nè. Đó, làm mà làm giống như là chơi trò bách ba, cứ bị bách không học hành gì. Rồi, bây giờ dữ liệu mình cần gì mình show ra thôi. Bây giờ số thứ tự không có thì mình chế y bằng không, y bằng không, y bằng một, nhầm, số thứ tự thì không có số không nha. Rồi xuống đây là y cộng cộng. Nói chung là khi mình các bạn lập trình á, cái gì liên quan với nhau các bạn giải quyết trước đi, đừng để hơi quên, gõ hơi quên nó dễ bị lỗi. Ví dụ như mình đang tạo y thì mình sẽ biết là y cộng cộng nó nằm đâu, gõ luôn cho rồi ha. Rồi cái y này mình mới xuất nó ra đây nè. Nè, nháy nè, chấm chấm nè. Ha, đô la y. Thấy chưa? Đô la y. Thì đô la y. Thì đúng rồi, nó mất mở rồi. Tên chủ đề, tức là tên catalog. Ha, kata categories. Đó. Cái thằng này nó thằng này. Tên danh mục. Bà nội ơi, không ai mà tên category chứ. Thì tao lắp đi. Ờ. Danh mục. Tao nói rồi, có một đêm thôi mới có đêm qua nha. Ok, ok. Rồi ăn bánh tráng này giờ sáng mắt chưa? Uống ly trà gạo ngon lành chưa? Tỉnh chưa? Ok. Rồi tên danh mục. Rồi các bạn chỉ cần show nó ra thôi. Cái cột danh mục mình tên gì quý vị ơi, còn nhớ bài không? Nem. Nha. Chế độ là gì ạ? Chế đi. Bỏ luôn. Số lượng câu hỏi bỏ luôn. Rồi, bỏ hết các bạn. Mình chỉ cần là ID name thôi là xong ha. Không có cần mấy kia các bạn. Chừng nữa cần cái gì bổ sung sao ha. Mấy cái dấu dấu ẩn ẩn gì đó chừng nữa mình thử thách sao. Còn hiện tại mình tới đây thôi. Cái gì? Phá hoại quá. Rồi, cái này là delete hoặc là edit ha. Thì cái này mình để là delete edit. Đeo. Đấy, ok ổn ha. Coi nó lên hay không rồi mình hãy tính tiếp. Nó sẽ không lên. Đó, nó sai nè. Đâu có nem. Nem. Ai ai nói được cái này im mấy đứa xa xa đi. Tại sao nó báo lỗi này? Bé gái bên trái sát vách tường, em nhớ không tại sao nó báo này? À,
Tại sao nó báo cái name sai? Em biết cái name là gì không bé? Táo đây nè. Táo đây nè. Phúc biết tại sao không Phúc? Táo bên đây nè. Nó tinh khôi luôn đó. Thằng này trả lời đúng nè. Em. Em báo cam á em á. Em đừng làm tôi đau nha. Đừng đụng đẩy nha. 3 2 1. Tại sao cái đó là nó báo lỗi? Sao pho thì mình làm gì liền? Mừng quá. Nhờ quần chúng nhắc. Tức là mình phải extract liền các bạn để mình quên ha. Rồi cái name này đâu có em? Áo cam cho em gỡ gạc nè. Em nói câu nào nó có vẻ là châm ngôn dễ nhớ coi. Mọi người hiểu gì không ạ? Năm 4 3 2 1 hết giờ. Nghĩa là sau khi mình extract thì tên biến thay thế là tên cột. Mình cho mình một cái châu châm ngôn như vậy để cho dễ nhớ. Trời ơi, có khi các bạn cái này không phải đặt chữ name mà các bạn đặt là tên danh mục à, các bạn đặt là catalog name cái gì đó thì mình phải biết cái chỗ để mình thay thế trong đây. Còn quỷ này nó lấy từ đâu kìa bà nội nữa, thì đương nhiên đã lấy từ cái findest rồi, hiểu không? Rồi ok, xong ổn nha. Rồi tiếp theo là hai đường link này, nó báo tiếp hai đường link đó đó em. Nằm đó, nó báo tiếp cái hai đường link đó đó, thẻ đường link đó kệ bà nội nữa, bắt đầu từ từ mình tạo nè, hiểu không? Thì cái này nem ra hết rồi nè, ngon lành cành đào nhé. Thì bây giờ mình thêm cái edit với delete nó là xong. Thì sau khi track enter xuống, đố các bạn hai cái đó là hai cái gì? Edit là một cái thẻ A, một cái đường liên kết. Delete là một cái đường liên kết. Đó, phải nói cho nó chuyên môn kỹ thuật tí xíu. Edit này không biết sửa, delete này không biết xóa. Mất quạo à? Không cần. Không cần. Không cần. Nó gửi đi. Nói gì chứ gửi đi. Không biết. Thôi nói chung là không cần các bạn. A HRF ha. Bằng nháy nháy. Đóng cái A lại. Không, tôi luyện cho mấy này viết có tay. Kệ, không có gửi, không cần gửi. Có cái chữ và có cái đường liên kết là xong. Không cần gửi. Không. Cái này là sửa nè. Cái này là xóa nè, không cần gửi luôn. Người ta đâu biết bootstrap là gì đâu. Rồi, ok. Thì cái này là gì ạ? À? Là gì thì bắt đầu mình điền vô nè. Mình tạo liên kết cho nó nè. Khi nó lít vô nút sửa là nó phải load được thông tin cũ vào một cái form update ha. Thì bây giờ mình tạo được link là vào được form update. Thì vào được form update thì là edit index nè. Index nè ha. .bhb chấm hỏi bg. Của mình sử dụng bg sử dụng gì? Bg bằng cái trang nào là cái trang sẽ load cái form update lên, thông tin của cái catalog hiện tại lên, thì mình phải đặt. Ví dụ như tôi đặt tên là update form, có chữ form vô cho dễ nhớ ha. Update là hành động không à, update form là cái danh từ, danh từ là view lên cho ta xem, hành động là thực hiện ngầm. Đấy, update form. Rồi, update form thì thông tin load lên đây là cái gì? Thì mình phải add. Nó là một cái ID catalog bằng. Rồi, ra ngoài đây là ID. Truyền ID vô. Và dấu nháy của cái thằng href. Đó. Kịp không? Đây là cách tạo URL ha. Rồi, tiếp theo xóa. Thì cũng y chang vậy thôi. Copy nguyên đám này. Ctrl C. Dán xuống đây.
Và thay vì cái này là update thì bây giờ là delete ha. Delete. Rồi, delete ID rồi xong. Tôi không thích ghi cái delete, tôi cứ thi delete thôi. Đó, tức là delete quỹ này đi đi. Là xong ổn. Không nhất không quan trọng kệ nó. Đeo. Rồi. Giá ngộ không? Sắp giá ngộ. Bây giờ mình muốn sử dụng cái này thôi, lát tính sao đi. ID này là catalog. Rồi ok ha. Thì bây giờ mình F5 lại. Ổn hết, ổn áp hết. Mình chỉ thiếu cái gì đó để ngăn cách hai cái chữ này lại với nhau thôi. Đây, thiếu cái gì thì thiếu với chỗ này nè. Nháy nháy. Nháy nháy chấm chấm nè. Nháy nháy chấm chấm nè. Đó, cho khoảng cách, cho dấu trừ vô. Để cho nó cách hai chữ ra. Ha, dễ ồn. Bấm nút sửa nè. Rê xuống nút sửa dưới nè, thấy ID thay đổi nè. Xóa cũng vậy nè. Đó rồi bấm ok. Ổn rồi đó. Bấm vô ra mà mình chấm móc. Bấm vô có gì đâu con? Đó. Đó. Nó có gì đâu. Thì bắt đầu mình tạo cái form. Tạo update form. Cái form là file nào? Rồi, bây giờ tạo update form nè. Vô đây, mình tạo một update form. Enter xuống. Ha. Dán cái biến xuống copy để đó đi. Rồi copy nguyên đoạn này nè, nhớ copy luôn chữ break nha. Để mình quên. Dán xuống đây. Shift tab cho nó ngay. Ctrl+F, Ctrl+V, Ctrl+V. Dễ không? Yeah. Tôi chỉ copy path không đó, chứ có chỉ gì đâu. Ctrl+C. Rồi mình vô public nè. Đối các bạn, tại sao chỗ này là public ta? Tại vì nó dễ. Tại vì người ta thích. Ha. Không đặt view thì đặt public thôi chứ sao? Tôi đặt gì kệ người ta. Rồi cái file đâu? Cái file HTML đâu? Cái file cái model theme đâu? Cái model theme. Cái form thêm hết tí là nó nằm ở trong cái file đó luôn á, nó có một cái trong cái file gì hồi nãy quên rồi ta. Hồi nãy tay xài cái form catalog. Cái phía dưới kia. Biết rồi. Đó. Biết rồi mà. Nó hoài vậy? Cái form đâu? Lượm cái form coi. Từ đó 88 luôn á. Cái này nguyên cái model. Thì cái model cái form không đúng không? Từ 97. Cộng trên C. Rồi mình copy nguyên cái form này. Mình để vô cái form, update form của mình. Đó. Xong. Ha. Bỏ hết mấy quỷ yêu này đi. Lỡ nữa vướng vướng a JavaScript nó mệt á. À. Bỏ cái gì ra. Để cho nó hiện hồn lên. F5. Hiện hồn chưa? Có cái form không rồi biết có tiêu form không. Có form không rồi cái tiêu đề người ta làm sao trời. Thôi để nguyên vậy đi. Mà để nguyên vậy đi. Đúng rồi, update form đúng rồi. Mà nó không lên. Nó bị JavaScript ảnh hưởng rồi đó. Thôi lấy cái form không đi. Lấy form không các bạn ha. Ctrl+X, delete, Ctrl+V. Ủa nó vẫn vậy. À quên. Sorry. Vẫn vậy. Update form. Chắc ăn là update form hợp rồi nè. Chắc ăn không? Chắc rồi đó. Coi lại nha. Coi dễ bị nhầm nha. Update form. Public update form. Bên kia con bên kia. Không thể nào là không thể tin được. Không thể tin mình sai được. H2 update form. Im. Để nó tập trung. Chuyện này không khó được đâu.
BG bằng BG bằng khỏi bây giờ chắc ăn hôn chắc 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 bây giờ quá chắc ăn hôn chắc tôi nghi thế nào cũng làm được khác à hỏi luôn đó confirm luôn á không không kệ mấy trang kia làm rồi đổi anh chi ừ đổi anh chi mới không báo không à báo không à tôi làm vậy làm khác tiếng biết ừ ngộ ghê á báo không thì chứ báo quá vàng rồi báo báo quá vàng à bỏ nghe tội nhỏ nhỏ cho được nhỏ cho cái kia là bị chửi hy sinh gì nghệ thuật á mới nãy nói rồi à confirm lại rồi à mình không chắc thì mình coi lại đi chắc tự tin đồ sợ ô để kiếm cái cổ thủ ờ rồi form đâu update form đây trả lời tôi không tin là nó bị rồi ok tôi không tin là nó bị ảnh hưởng mà ảnh hưởng thiệt ủa phải không phải nó bị ảnh hưởng thiệt lấy cái form không thôi đi update form lấy update form thôi chừng nữa bổ sung theo tại vì mấy cái kia dễ bị ảnh hưởng lắm cái lát với cái ID dễ bị ảnh hưởng lắm nó thấy chưa chết mẹ rồi nó dính bằng kia này nó dính bằng kia này quý vị thằng này nó làm ẩu à không có tại bị gì trơn rồi làm phải cho đúng cũng làm thôi thẻ lấy thẻ nào rồi gắn vô đây cái thẻ chân hôm á cái thẻ của trang catalog á rồi nhét cái vô không cái này là do Giang không có gì nghe quý vị do Giang rồi Zalo đúng không trong thời gian này mấy người còn người vô lắm chuyện họ mà mắc cái gì bây giờ mình coi đây cho lẹ này trời thầy chửi đem khắp bờ thì sao mấy thầy dễ mỗi cái phong cho biết bữa sau thì xóa xóa gì xóa gì con hai mấy đứa để chưa có hết luôn buổi rồi thầy xóa hết rồi đó ở suy nghĩ sao quên buổi trời đừng có làm gì đừng làm chuyện vô tri nhá chữ gì nè thành thêm dấu trừ hả thành thêm thiếu chữ t là được phép dấu trừ đúng không dạ w a w r đây bởi gì nữa ba em rồi e rồi đúng không có tiếp có được bé b không ra được gì tao biết tao chết tao biết tao chết liền tại tinh thần nào tiếp không biết ủa con không có nghe vậy ơi vẫn vậy à vẫn vậy à vẫn vậy à mày lấy cái form này nè lấy cái nào trước nguyên đám này nè ba cái chuyên mục này nè nó chỉ thay cái form vô đây thôi đúng rồi cũng là cái tiết class đó mà thì tiết coi trong file có tiết cái gì mà nó đúng rồi đó không nó là cái này nè nó là cái content chết rồi quỷ tác giả mà còn quên sao vậy tác giả mà quên chết rồi Giang ơi giờ này em ở đâu? Đừng có nói trước ba giờ mấy hoài bởi vì Giang ơi giờ này em ở đâu? Em lấy nguyên cái em lấy nguyên cái mẫu này nè. Em lấy nguyên cái mẫu này em làm cái trang con. Đây. Bà nội nó sao tôi thu lại giờ tôi bung ra không được vậy trời. Cái này phải không? Cái này lên đây là cái đầu phải không? Còn nguyên cái kia đóng session đóng deep là xong cái gì rồi ok đúng rồi đó còn trên C nè qua cái update nè cho anh vô đây nè
Rồi cái section bao cái form nè. Xuống đây lấy cái section đóng lại cái form nè. Đấy. Section đóng lại cái form là hết nè. Section này là hết nè, thiếu cái div nên là xong. Tuyệt vời quá. Hay quá Giang ơi. Mấy đứa kia nó nhìn nó có biết gì đâu. Ngồi xa có biết gì đâu. Vỗ tay vậy thôi. Sữa, ngon lành không? Không thầy đú mày làm nên Giang ơi. Rồi ok, đẹp rồi các bạn. Các bạn cần file này tôi cho. Thôi, không cho đâu, đóng Zalo rồi. Rồi xong rồi nè. Mình có cái form update rồi nè ha. Thì mình edit nhẹ cái form này lại cái rồi xong. Tức là admin nó không có khó. Có danh sách, có form là xong. Mày im coi, mày nói chuyện xàm xàm gì vậy? Ờ, sao á? Tội nghiệp quá hả? Ừ. Rồi, cái danh mục của mình á thì nó có cái tên danh mục. Đó, tên danh mục thì có edit danh mục, có tên danh mục. Thì lại có cái name. Rồi, tên danh mục. Mình giúp dốt mấy class thì mình đừng quan tâm mấy class, mình quan tâm mấy cái tag input thôi. Quan tâm mấy cái name thôi là ok các bạn. Rồi mấy cái này là cái gì kệ nó, mình xóa luôn. Xóa thì xóa đồng bộ giùm tôi một cái nha. Xóa thì xóa hết, thẻ đóng thẻ mở giùm tôi một cái là xong. Rồi. Cái gì? Từ từ. Rồi xong ha. Cái submit đâu? Đâu? Sao có nút lâu này nữa? Nút lâu lại vậy? Đóng, tại vì nãy xài model mà. Rồi submit. Tay submit. Bỏ luôn cái này đi. Hoặc lại này là cancel. Button thì cái này là cancel. Hoặc là đã nhập lại. Đó. Còn cái này là thêm. Thêm mới. Rồi ok. Ổn ha. Hơi bị sai sai cái hướng. Cái nút chính là nằm bên tay trái, nút phụ phải nằm bên tay phải. Không có làm ngược vậy. Người Việt Nam từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Học UX học cho tới dựng cái. Ok, em nằm. Đó, thêm xong tôi thêm luôn. Đừng có cách xa ra, hai đứa nằm kế bên đi. Đứa xám đứa xanh là được rồi. Cách xa ra là sai UX. Ừ, hai đứa này là bà con với nhau đó, anh em đó, anh em mà cách xa vậy đó không được. Rồi ok, bắt đầu mình làm cái phần update nè các bạn nha. Thì trước tiên á, là mình phải load dữ liệu lên cái form này, rồi sau đó mình mới nhấn nút submit nha. Nút submit này phải có cái name đó, bằng Phúc học nha Phúc ơi, lấy là phong độ con btn ha, update ví dụ vậy ha. Có cái name cho cái submit. Rồi bây giờ mình cần gì? Cần cái tên danh mục đi hiển thị lên đây nè. Rồi bây giờ các bạn thấy cái đường link đi. Thấy đường link không? Thấy đường link không? Nó có ID nè. Thì lấy ID về. Rồi sau mình sau đó mình select qua là được. Quá dễ luôn trời. Học dẹt hả? Không gì khó hết trơn á. Index nè. Vô update nè. Form update cần cái thông tin của một danh mục. Thì mình chỉ cần là đô la catalog catalog ha, catalog bằng một danh mục catalog quanh bằng đó catalog quanh. Rồi mình phải tưởng tượng mình sẽ làm một cái hàm tên gì. Ví dụ như catalog one. Đó. Từ cái khoảng cách và không có khoảng cách có thêm chữ ghép. Tức là mình đặt tên sao cho cứ tính gợi nhớ là ok. Rồi, bây giờ mình cần cái gì? Cần quỹ ID á. ID này đâu ra? Ghép từ cái danh mục ra. Ghép từ cái URL ra, nó nhầm. Nha, nếu iset
bất kể khi mình lấy dữ liệu kiểu gì cũng phải kiểm tra dữ liệu cho đàng hoàng, có tồn tại hay không và đúng với dữ liệu mình cần lấy về hay không, phải y như vậy đó. Lấy biến ở trên đường dẫn URL là get, trên form là post, rồi mình lấy cái ID về, nếu nó có tồn tại và nó lớn hơn không mình mới lấy, đứa nào nhập tầm bậy bạ không lấy nha. Rồi and, chữ and tôi đâu rồi, đứa nào nó chơi ác nhơn nó tắt đèn trên này ta. Ác nhơn vậy sợ ừ vậy đi. Ở dưới không thấy gì luôn. Sao mở lên sao trái vậy? Tía lấy bàn kiếm là tía. Tắt đi. Tắt hết luôn hả? Tắt hết đi. Đúng rồi. Không thấy gì luôn. Quần sáng gì? Không phải nghe mình. Ok chưa? Cậu cắm có lên đèn không? Có lên đèn đó. Lên đèn là sao gõ? Rồi. Thấy được rõ rồi. Thấy được rõ không? Thôi không quen đâu. Không mấy để gì đâu mà để sắt trong dâm á. Nhức đầu. Để một bài cho té. Thôi thôi thôi. Nhức đầu. Dẹp đi. Để con mở lên một mèo. Thôi 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 thôi. Ai đi? Bằng. Nó chơi gì bắt đèn đi. Ông ấy lấy cái gì gọi ngay chỗ này nè. Thế một màu đúng đấy. Giờ tao lấy hai cái con mắt tao rồi nó nhãn lên. Không nhưng mà không có quen bằng phím. Không có quen. Không có quen, hiểu không? Nó không quen vị trí á. Bằng phím mình nó quen vị trí. Bắt lên đi. Hai tử. Thôi bật lên đi. Bật hết đi. Rồi được chưa? Thấy không? Mấy đứa nhỏ nhỏ xà xà thấy không? Rồi ID bằng get ID ha. Nói chung là bàn phím không phải của mình á. Gõ nó lâu lắm. Mình gõ này nó quen rồi. Lâu lâu mình mới nhìn xuống thôi hả. Rồi get ID. Thì bây giờ đây nó có ID nè. Thì ở đây nó mới thực thi nè. Ha, ở đây mới gọi form nè, thì mình kéo lên đây nè. Đó. Hoặc là đúng rồi. Đúng rồi, eo sẽ là 404 chứ. Còn eo là 404 nha. Tại bạn có file 404. Eo thì cho file 404 vô. Tức là cái file này không có tồn tại. Ha. Yeah. Not found. Tức là không có file này. 404.php đầu tư dữ rồi. Ok bây giờ nè, cái này là catalog của anh thì bên update for add chắc ra luôn, không cần for gì trớn rồi á. Đang bên đây nè, mình add chắc ra luôn rồi mình đưa dữ liệu vô luôn là xong ha. Ngay chỗ này mình add chắc ra luôn, không cần for php, add chắc ra luôn. Extract. Mình đã lấy một thì mình extract. Rồi ok, dục đó đi. Bây giờ mình đảo lại cái index này nè. Ở đây là mới gọi tới cái hàm này thôi, hàm này chưa có. Thì mình sẽ bổ sung vô phần catalog của model nha. Đây, mình vô cái model catalog, mình xuống đây mình bổ sung cái hàm đó vô. Function. Đấy. Select catalog one. Rồi, trong đây là mình viết cái gì? Mình viết nguyên câu lệnh này nè. Đó. Nhưng mà cái này là không phải là get on mà là get one. Rồi, câu SQL này mình làm gì? Select sao catalog hết. Ví dụ như mình muốn order by name thì để order by name ha, bỏ luôn cái này luôn. Cho nó câu lệnh nó đơn giản. Quên, mình where chứ. Where với một cái ID. Đó. Thì cái ID này bằng ID này là xong. Ha. Không cần có order by. Tại có một order by làm gì? ID bằng với ID chấm ID. Xong. Thì cái này nó mới có được thông tin của một catalog với ID này. Thì bên index nó mới cho thằng quỷ này load dữ liệu ha. Thì bắt đầu khi nó load dữ liệu nó phải extract ra. Sau khi extract ra thì bắt đầu nó
show cái tên ra đây như chơi thôi. Ví dụ như này là value ha. Input là value bằng, rồi show trực tiếp cái name ra đây bằng $name. Rồi xong. Để mà update được thông tin trên form thì chắc chắn các bạn phải có một cái input hidden để chứa cái ID đó ha. Chứ trên form này nó không có input hidden. Thì input hidden này mình tên là ID luôn, value mình lấy ID đưa ra. Cái form update mà không có cái này là không update được, tại vì trên form nó không có ID ha. Rồi cái này mình ký bằng là bằng ID là xong đó. Cho nên mình bấm nút sửa, tức là cập nhật. Ai mà gọi chữ thêm vô gì vậy? Form cập nhật thì để chữ cập nhật, tức là nó sẽ cập nhật cái nội dung trên input này nè bằng với ID này ha. Còn hiện tại là nó mới load lên thôi. Rồi mình coi coi nó load không. F5 cọ, chính xác rồi đó ha. Mai mốt làm cái form này còn gọn lại ha, không có cái nào phải dài thọ gì. Tức là cái danh mục á, các bạn chỉ cần làm cái form phía này nè, bên đây là danh sách danh mục là xong nè. Tức là gom chung là một trang, gom chung một trang, đừng làm model nó phức tạp ha. Gom chung một trang, bên đây cái form, bên đây cái danh sách là xong. Tại vì cái danh mục nó ít lắm, nó chỉ có cái tên thôi à, nhiều lắm là có thứ tự sắp xếp, nhiều lắm là có thêm cái img, nó có nhiều thôi đó, thì đâu cần phải nguyên trang hết hồn vậy. Rồi bây giờ để update lại cái này thì bữa nãy mình nói rồi, có một cái input hidden lưu giữ cái ID thì mới update được. Thì bây giờ mình coi trên đây coi action của mình là cái gì ha. Thì mình vẫn là index chấm bsb chấm hỏi bay bằng, bây giờ mình dẫn tới cái key là update. Bữa nãy mình mới có cái key là update form thôi, chứ chưa có key là update. Thì đây là cái key update. Vậy thôi là xong á ha. Tại vì nó có ID nằm đây rồi. Mình không nên truyền cái ID khi mà mình làm một cái hành động nào đó. Cái view thì ok, nhưng mà cái mà update là đừng có truyền. Để mình lấy cái post từ đây nè ha. Rồi bắt đầu mình vô qua cái index, mình làm lại những gì mình đã từng làm ha. Cái biên nguyên cái đám này nè, cầm trên C enter xuống, không được bị ngáp nha, ngáp tôi ngáp theo nha. Rồi cái cây này cây update mới là form. Update form là load cái form lên, update là hành động cập nhật thông tin. Rồi mình kiểm tra cái gì, mình kiểm tra post chứ không phải là kiểm tra get. Rồi cái button của mình gì, button của mình là button update. Khi mà các bạn có một cái quy tắc đặt tên rồi á, là mình viết code rất là nhanh, mình không có cần là coi lại cái form là ở cái nút đó tên gì ha, cái phân tích gì không cần. Rồi cái phần mà mình sẽ làm đó là kiểm tra cái ID có tồn tại hay không ha. Cái ID mà ID bot có tồn tại hay không, có thì mới làm, không có thôi không làm. Thì mình có biên nguyên cái đám này đem lên đây đó. Thì cái này mình là bot ID ha, một lát thế nào cũng tắm mưa về đó, mua cỡ mà hổng lại cùng. Rồi tức là mình kiểm tra cái ID hidden này nè, nó có không và nó phải lớn không. Không phải thì mình đã update. Còn cái nút này á, bỏ cái lớn không nha, cái nút chỉ là đúng thôi, trong hoạt đơn là đúng là ok, tức là người ta có lít vô, lít xong mới là kiểm tra tiếp có cái post ID hidden hay không. ID thì phải lớn không, thì có thì mình lấy về. Lấy về xong thì mình làm việc gì? Mình ra cái lệnh update ha. Thì cái lệnh update nó không cần trả về giá trị nào cả, nó chỉ cần gọi hàm bình thường thôi. Thì mình để là set, cái nào ghi xuống thì mình đặt là set, cái nào lấy lên mình đặt là get. Mình phải có một quy tắc đặt tên hàm set catalog. Thế là xong, khỏi chữ hoành cũng được. Rồi set cái gì? Tức là nó phải có cái ID, nó phải có cái name. Tức là nó sẽ cập nhật cái name theo cái ID này. Đó. Rồi xong. Xong thì sao? Mình chuyển nó về cái trang nào? Cái trang nào? Trang nào? Trang catalog.
ha, nó cập nhật xong phải trải về trang catalog, kịp không? Rồi bây giờ nếu không có click vô, không có làm gì hết thì bỏ, không cần này ha, thì nó qua luôn, nó không làm gì hết. Hoặc là cho nó trở lại cái trang, hồi không trở luôn, trở nên ru luôn đi, hay đi đâu ta, không click thì thôi, để đại đi. Ồ, không click, không bấm thôi, không làm gì hết. Rồi ok, ổn nha. Thiếu, chưa ổn. Thiếu gì? Thiếu cái biến nem. Biến nem nè. Mình chưa lấy đó. Lấy làm gì? Cái này là set mà. Set tức là mình update ha. Thì bắt đầu mình viết thêm cái hàm này ở cái model update. Mình lấy update đó, mình phải lấy cái nem của nó để mình update. Có nem đó trời. Ủa nó sao vậy trời? Đây nè, nem nè, ID nè. Thì mình kêu nó cập nhật cái name theo ID này. Thì bây giờ bắt đầu mình viết nè, viết trong trong model catalog nè. À, đây là name từ form. Nói cho rõ ràng, trời trời. Sao á? Tức là trên form nó có cái gì lấy về các bạn. Cái này tôi nói rồi, nó mấy lần rồi, giờ tôi quên. Đó, tức là cập nhật cái name này cho cái ID này. Thì bây giờ mình viết cái hàm update. Thì mình trở qua đây, nó thuộc bản nào thì ghi chung cái function đó, chung cái file đó ha. Ờ, get nè, không, set nè, ship gạch nè, catalog nè, đó, category đồ, ghi cho sai chính tả chơi đồ, ghi đơn giản không chịu. Rồi, ở trong đây nó có một cái ID nè, các bạn chú ý là, ở trong đây mà nó có nhiều biến á, thì các bạn chú ý là phải truyền cho đúng cái vị trí của nó, không có gõ tầm bậy bạ. Bạn bà được nhưng mà lấy bạn bà kháng chịu. Rồi bây giờ mình sẽ làm cái gì? Update ha, cập nhật. Thì khi mình cập nhật á, thì mình viết câu lệnh SQL như thế nào? $ SQL bạn. Rồi sao nữa? Okay. Update from từ cái bảng tên gì? Catalog. Rồi update cái gì? Mở ngoặc ra value, mở ngoặc ra hả, thấy không? Value cái gì? Set gì? Catalog của gì nữa? Bỏ dấu ngoặc đi. Nó làm gì á? Quên bài các bạn. Mình quên bài, mình vô mình tra thư viện lại. Nếu lại chứ tí cũng được mà tại cho nó dễ nhìn. Không, chỉ các bạn luôn. Update ha, SQL PHP. Dốt dốt không biết mấy cái từ vô nghĩa này ha. Enter cái nó cũng ra nữa. Ờ, đây mình quên câu lệnh, mình quên câu lệnh, vô đây tra cứu lại, mình đừng có tưởng nghĩ ha. Đó rồi ok, set đây nè, update from đâu, update set chứ có from đâu, update không có from nha, sai quá sai nha. Rồi bạn Giang sai. Quên đâu, quên à, chúng ta đều sai. Rồi mình coi video nó thực hiện bằng cái gì ha. Đây nguyên cái update nè. Rồi câu lệnh của mình nè, execute nè, execute là xong ha, không có cái gì thêm hết, tức là không có select on hay là không có fit on hay fit gì cả, chỉ cần là cái câu lệnh này thôi là xong nè. Đó cho nên bây giờ mình làm một thêm cái hàm là thực thi ha, update và delete cũng y chang vậy đó nè. Bây giờ mình coi delete đi, để lát mình làm luôn ha. Thì mình coi delete data nè, lăn xuống cái video nè, thì các bạn ngoài việc là lấy cái này ra thì cái delete là ở khác, cái chữ đơn giản hơn nữa, cho nên mình sẽ có hai function, một cái là update, một cái delete.
Rồi bây giờ mình update trước đi. Rồi, update ha. Nguyên cái đám này nè. Còn trên C. Rồi, cái này là catalog. Cái này là nem bằng chấm chấm, đưa cái biến nem vô đây. Rồi. Where ID. Rồi. Nó sai sai gì? Nó ngược giống với nhau nó mới đúng. Giống như đường là chuỗi của cái nem. Ủa nó vẫn sai. Chấm ID. Không nó sai, nó phải màu xanh. Chấm ID cũng nó phải màu xanh vậy nè. Đây nè. Ừ. Ủa. Không ấy đúng không? Đóng cái mặt kép vào được tiếp. Hả? Đóng cái mặt kép vào được. Không. Nó phải chuỗi chứ. Chủ quen nó phải màu xanh chứ. Chủ quen nó màu xanh nó mới đúng chứ. Ok, chắc đúng á. Chắc đúng á, chủ quen màu xanh. Nháy đèn nè, người ta phải có cái dấu nháy. Chuỗi là phải có dấu nháy. Rồi bạn cái này ok đúng rồi. Rồi bây giờ mình thực thi nó soi lại này. Hai cái dòng này là thực thi nè. Đó. Rồi, cái con net của mình đâu? Copy cái con net xuống. Tức là mình viết một cái hàm là update cho cái này. Ở đây là get one, đây là get on. Bây giờ làm thêm cái update ha. Function update. Bởm ghi ra sai chúng ta như vậy nè, kiếm thấy bà nội. Function update. Update. SQL. Update xong được không? Rồi, SQL. Rồi, mở ngoặc. Rồi mình bát mấy này xuống. Rồi mình thêm cái connect nữa là xong ha. Tại vì nó muốn thực thi này nó phải có connect. Mà connect của mình gọi từ cái hàm ở trên. Rồi, ok xong. Thì bây giờ mình lấy cái này để mình update cho câu lệnh SQL bên kia. Bên cái chỗ mà catalog của mình á. Catalog á. Đây. Đó. Thì nó update được. Bên đó của em có xanh không? Hả? Xanh xanh bảy mía bờ dâu hả? Thôi giờ mình đổi dấu lại đi. Thôi vậy đi. Rồi chạy thử coi nó ok không ha. Không. Bỏ thử ra đâu nó ra thử ra đúng như nó ra đúng. Chắc không đó, em đó mà không đi. Thầy chùa cái dòng nó ra thử ra đúng. Không nói gì nó đúng á. Vậy đúng á, nhớ rồi, tôi nhớ rồi. Không cần nháy đâu. Rồi mình update nha. Tụi con nháy gì vậy? Tụi con nháy gì vậy? Không phải. Ừ, đúng rồi, nháy gì cho chắc đúng rồi. Rồi quản lý danh mục ha. Nhấn nút sửa nha. Có sửa ha. Cách khoảng ra. Xuống 2. Cập nhật. Cập nhật xong. Cập nhật xong. Tức là nó chưa cập nhật cho nên nó còn đứng ở đây. Index. Cập nhật xong. Nó còn đứng ở ngay chỗ này. Tức là nó chưa có vô trong này nè. Bot nè. Quản lý sản phẩm thành viên. Nó không thông báo gì luôn. Nó phải ở cái file update rồi update đâu có cái gì. Thì tại vì nó không vô đây, nó không vô đây thì nó đâu có chỗ qua đây. Em hiểu không? Nó không có vô đây thì nó đâu có chỗ qua đây. Tức là mình đang sai cái chỗ set này nè.
mình đang sai chỗ này nè. Đó, ví dụ như mình tới đây mình enter cái thì bây giờ nó trở về nè. Đó. Thì nó trở về, nó báo lỗi. Nó báo lỗi do mình ở đây mà mình không chịu gọi cái này thì nó báo lỗi. Nó phải có cái này thì nó mới chạy được. Tới làm xong mới ghét cái này. Còn giờ mình test thử, mình đã cho nó ra đây. Đó, thì nó chưa update. Chưa update là bây giờ sai cái phần update thôi. Rồi bây giờ sửa phần update một xíu. Index 1, 2 set catalog. Rồi mình vô cái set catalog coi kỹ lại nha. Set catalog ID set name. Mình viết lại cái kiểu này đi. Bộ mặt già lắm. Cái gì? Ba mấy bốn mấy tuổi mình gọi thầy. Gì hả? Mặt mình già quá mà. Vô biết lại. Chào mấy bạn. Chào thầy. Cười. Đi kế bên thầy nó bị tưởng nó giảng. Chào hai thầy. Chào hai thầy. Đào. Kiếm xung quanh coi có thầy nào đứng kế bên không? Đào. SQL. SQL. Sao nhiều dũng hoặc quá. SQL thực thi. Set catalog. Update. Where ID. Rồi. Màu xanh rồi chị. Ủa sao nó màu xanh vậy? Nhưng mà cái nem. Rồi ok, bây giờ mình kiểm tra nè. Mình đóng ở đây lại, mình echo cái câu lệnh này ra thử coi nó ra cái gì. Echo cái SQL để mình chạy trong biên min coi nó báo lỗi gì. Coi chỗ này nó đúng ý đồ của mình chưa. Nha, đây là cái cách mình kiểm tra cái SQL. Rồi, bấm sửa nè. Bởi tôi ghét mà làm cái layout mà ở này chặn đây lắm. Một lát cảnh báo gì cũng không thấy nữa. Ổng chừng đó nè. Ổng chừng nằm đâu đó đó. Rồi bây giờ tôi tắt cái kia mới được các bạn. Cái này hôm nay tôi để đây chơi cho nó vui nè. Làm lại nè. Cọ 2. Cập nhật. Nó nằm đâu mất tiêu không thấy nè. Không thấy câu lệnh nó scale luôn nè. Trên nó tắt một cái tắt từ comment cái data là được. Trong cái bút. Không, mình coi có nó echo ra chưa. Chúng mình cho cái tiền cái top test rồi có chưa. Ví dụ như nó có thì nó top test. Nó không gọi tới đây luôn. Vậy là sai cái tên file. Sai tên file. Update form đúng không? Update đúng không? Button update đúng không? Button update. Update form. Update form. By update. Index. Lúc nào cũng làm cho thần hậu quả của bạn. Ừ. Bay update. Ủa đẹp. Còn để cái que thì nó không có xăm được tiếp. Gì? Để cái que nó không có xăm được tiếp. Đó. Vậy là sửa lại cho nó không xăm đi. Thử nó đúng không? Chứ cái que còn nó không xăm á. Nếu mà tồn tại cái bot ID. Cái name ID mới có rồi. Cái nem ID mình đã có rồi. Mà đóng lại đi, sợ sai cái câu này nè. Nó vẫn không thấy cái gì luôn. Dạ, nó không có báo lỗi đó. Không phải, không cần báo lỗi. Tôi nó báo cái này không, nó ra nè. Reset và bot. Sao tự nhiên kỳ á?
nó không vô đây luôn á, bấm luôn, mặc định là nó đúng đi, khỏi kiểm tra, mặc định là nó đúng đi, chạy cho nó đúng cái đã. Rồi nó qua đó. Nó qua rồi. Mà nó không có test. Đây nè. Copy bắt bên kia ở nè. Xong rồi cực khổ quá trời. Bởi tôi ghét lắm. Ở ra chừa bên đó giết giao diện kỳ cục. Ủa thì nó ủa gì mà ủa? Giết giao diện tào lao. Không. Giết giao diện này là sai. Ví dụ cho nó một cái biết rồi nó chạy ra đi cho nó diện đó là nó tự thấy à. Update. Còn cái giọng đúng rồi mà. Được luôn. Vậy là update chưa? Update được. Dùm thôi. Tại mình đây mình đóng rồi. Mình đây mình đóng rồi, nó do lỗi mấy chỗ này thôi. Nha. Yeah. Mình đây mình đóng nó là hết rồi. Oh no. Nói chung câu lệnh là đúng nha. Nhưng mình sai. Mình có sai không? Mình không có sai. Mình sai câu lệnh ít thôi. Các bạn về đi, xong rồi đó. Làm gì đúng rồi đó. Về đi học K5, K6 đi. Ừ, bye bye. Còn mấy bài nào học K6 lại thì vậy đi. Rồi sai ít chỗ này. Từ từ, bây giờ coi ít nó sai chỗ nào. Bởi tôi ghét dùng cái gì cũng không. Ủa, cái nút một lần xài cái đó mà. Không có ủa gì chừng á. Sai thì sai, không có ủa. Ủa. Rồi. Được vậy là sai cái nút. Cái tội copy lần nào cũng bị sai chứ. Mày đi copy. Tiếc với ai? Bởi. Rồi đó cô, nó sai cái gì chỗ này vậy trời. Ủa nữa, đừng ủa. Ví dụ mà mình cái nút này mình kiểm tra nó boss từ trước tiếp. Nếu mình kiểm tra cái xếp đó hơi tiếp. Nó thức mấy giờ rồi, giờ kêu tao 11 giờ đi nữa. Mình kiểm tra cái BTN update. Nút update. Bình thường kiểm tra cái nút cái bút tình đó là chỉ có cái đó mà tới đó thôi. Mà không có phun trào. Không, lỗi gì cái form nó có hai cái nút rồi sao? Không. Này cái nút trong mình tồn tại những cái niệm đó một tí á. Mình đi xét cái niệm đó mà. Mày làm đi, mình sẽ đụng chuyện. Thời gian sẽ trả lời cho con. Con làm cái nút đóng với lại cái nút nào? Không có sai, làm gì không có sai nhưng mà thời gian sẽ trả lời. Mày code vài năm nữa đi. Là mình thấy cái này nó sẽ đúng. Mày code vài năm nữa đi. Ừ. Cho vài năm nữa để trải nghiệm tại sao tôi giết hai có tiền cái phần đó. Đó. Cái nút. Dạ. Cái nút kỳ vậy? Cái nút quỷ này làm gì? Nó làm cái lúc nào cũng có vấn đề. Cái này đâu phải do con biết. Thiệt, nó làm lúc nào cũng có vấn đề. Con đang xài được cũng được, biết là tài không được luôn á. Bích tinh, trời ơi, là trời, tôi ghét cái nút bích tinh này dữ lắm. Tại con nói tiếng con xài bích tinh mà. Chứ đâu xài bích đâu. Dạ, cho cái ba lô luôn kìa. Tự nhiên thầy cho Nguyên cái thẻ đóng Nguyên quốc cái cuốn hồn đó. Thì nãy con nói tiếng con thầy bút tinh nè. Dạ. Tớ tưởng đâu xài bút như bình thường. Mày, dạ cảm ơn. Thì bạn có mấy cái của thầy bút tinh nữa nè. Còn kiểm tra nó có còn chi xét nó không đâu. Kiểm tra cái bút nó đâu. Xong trong chân cái chuyện gì xảy ra đâu. Bắn sữa ta bắn sữa. Ủa ra rồi kìa. Thì đương nhiên tại nó sử dụng bích tinh. Nó sử dụng bích tinh là kiểm tra một cái gì thôi. Nhưng mà nó xài kiểm tra đó là kiểm tra cho cái bình kim bút. Con nói với tí là đã trộn tại bích tinh nè. Thôi nói vậy thôi chứ ăn đi. Quỷ gì chứ. Cho biết nâng cao, vừa lấy mẫu, vừa lấy một. Ủa, cho biết nâng cao hả? Ừ. Học cơ bản gì? Đó đi ba nuôi cũng hết. Có chừng biết mình làm gì quan trọng là cái thời gian có để học thì không giờ mình biết nâng cao mà đọc ăn cũng là lao khủng nguyên không nâng cao thì học những gì chưa học ăn cũng là rèn quật thôi còn mình học nâng cao là những gì mình chưa học á mình học thì cái phút mình chưa học nhưng mà cái đó không phải là javarip cái đó là rèn quật
ra biết là học cơ bản á, học mấy cái hàm, mấy cái này cái nọ, domain hosting. Tí ra thì sao đây con? Cái gì vậy? Nói vậy? Bây giờ mình chắc ăn gì đấy để mà đi bao giờ đây là? Tiếp là tiếp trình bày ở khu bếp là sao? Tiếp làm gì có tiếp thôi. UI biết đó. Vậy thì UI thì tiếp đóng rồi. Bữa nay không có ra sao? Ở đây thiếu một cái để cho nó có hiển thị ra hay không? Thiếu một cái cột cho nó có hiển thị ra hay không? Luôn cho nó hiển thị hay không, nó mất tích với lại cái cho nó công khai hay không, nhiều khi danh mục người ta tạo đó được, tự nhiên ở đó rồi sáng tạo thêm đi. Nếu bạn được đó, bạn làm bình tĩnh sáng như vậy, làm thêm nữa được rồi nè. Dạ. Làm sửa xói với làm thêm nữa. Không. Không. Nói cái gì làm sao mà xong. Insert in tung nó xong rồi đó. In tung là xong được này đó. Là xong được cái phần cầm xe sửa xói thôi. Còn giỏ hàng thì tôi thấy là một người rồi, giỏ hàng nó mới đủ rồi sao bên hai ổn nghe ổn nghe vậy, vậy? Có ngày nó nghe hoài vậy. Sao á, dạ chưa 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 về chưa về sao vậy, cái gì cái gì đó có vài đứa nó không có điện ra không có đất liền, 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 tao biết sợ cái vậy luôn sợ gì luôn, tại thấy ổng dưới đó đó, ổng dưới đường mà tôi ngồi tôi đứng vậy luôn, ổng nhìn tao vậy nè, ổng nhìn tao vậy nè, ổng nhìn tao vậy nè, rồi tới đèn xanh tao đi vậy thôi đó, được phép đi. Ủa đứng nhà giao thông đứng trước mặt mày sao mày dùng đỏ mà giá này vậy? Không, tôi biết cái phút cua mày qua tao mới thấy, chứ không xe tải chắn ngang tới tao đâu thấy gì đâu. Tính ra cái chỗ cái lông lông trời đó. Trời chuyển mưa rồi. Vậy là mình ở đây đó. Em mới đi về nhà cấp tôi. Tí hôm tí thôi. Chỗ mới phải cấp tôi. Ừ, đi nhà rồi sao giờ? Tẩy ra hả? Đâu có tẩy ra mày. Thôi đi cháu không mua. Tạm biệt. Quá giờ. Hồi sáng chuyển cậu thầy. Ủa vậy là mưa rồi đó. Không biết nữa. Mưa thôi. Hộ mày, mày nhớ bản. Đi lên lo bản. Không.